cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thấy có nhiều bữa tiệc, và trong từng bữa tiệc thì nó lại mang theo những ý nghĩa khác nhau. Có bữa tiệc của cha mẹ, của thầy cô, của bạn bè, của những người thân thiết. Nhưng trong bữa tiệc mà Chúa Giêsu mời gọi ngày hôm nay chính là bữa tiệc của gia đình thầy trò Đức Giêsu. Gia đình ấy, bữa tiệc ấy, ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn dùng bữa tiệc này để làm bữa tiệc biệt ly với các môn đệ. Và trong bữa tiệc ấy, Chúa Giêsu nhắn nhủ và muốn cho các ông thấy một điều căn bản mà Ngài muốn truyền lại, đó chính là hãy sống những cái giá trị của tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi cuộc đời của những người môn đệ tông đồ của Ngài, hãy sống những cái giá trị ấy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn thiếu nhi rất thân mến, bữa tiệc mà Chúa Giêsu thiết lập trong thứ năm tuần thánh này là một dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa muốn thể hiện ở nơi mỗi con người, đặc biệt Ngài muốn thể hiện nơi các tông đồ
là những người sau này sẽ trở thành những chứng nhân, là những con người đi loan báo cái niềm vui ấy cho nhân gian, để rồi nhân gian cùng với con của Ngài và cùng với chính Thiên Chúa Cha hiện diện ở trong một vương quốc mới, vương quốc của tình yêu, vương quốc của cái sự hiệp thông chia sẻ và vương quốc của sự phục vụ và chính Thiên Chúa phục vụ nơi con người. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay, bữa tiệc hôm nay là dấu chỉ của tình yêu và như lời ca nhập lễ mà chúng ta vừa nghe cất lên. Vậy thì trong dấu chỉ của tình yêu ấy, Thiên Chúa muốn mời gọi hay là Mày muốn mặc khải cho con người những cái điều gì trong cái dấu chỉ tình yêu mà Chúa Giêsu thể hiện cho các môn đệ ngày xưa? Thưa, dấu chỉ ấy là dấu chỉ của sự ở lại. Thánh Gioan nói, ai có Thiên Chúa thì có tình yêu, và tình yêu ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu mà Chúa Giêsu muốn ở lại ở đây, đó là qua bí tích thánh thể mà Ngài thiết lập. Trong bí tích thánh thể ấy, Thiên Chúa và Chúa Giêsu mời gọi mỗi con người hãy biến đổi cuộc đời của mình, như chính Ngài đã biến chính thân thể, hy sinh chính thân thể của Ngài làm của ăn và của uống cho con người, để rồi con người dùng vào của ăn của uống ấy ở lại trong Thiên Chúa và biến đổi cuộc đời của mình từ những con người bất xứng trở thành những con người xứng đáng được đồng bàn với Thiên Chúa Cha và các thánh nhân nơi thiên quốc. Tình yêu ấy là tình yêu biến đổi để rồi cho người ta nhận thấy ra một điều quan trọng được rằng là mình muốn ở lại trong người khác thì không có cách nào ngoài chuyện là phải biến đổi con người của mình một cách xứng đáng nhất thì mới xứng đáng ở lại trong lòng người khác. Mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự vào bí tích thánh thể cũng chính là mỗi người chúng ta được mời gọi để biến đổi con người của mình trở nên trắng trong như là tấm bánh, để rồi chúng ta cùng hiệp thông với nhau và cùng với Chúa Giêsu tham dự vào mầu nhiệm thiên quốc. Sự ở lại ấy chính là sự ở lại trong niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta khi rước Chúa Giêsu rách thể vào trong cuộc đời của mình thì trong lòng mình sẽ khơi lên một dấu chỉ của niềm hy vọng. Đó là gì? Đến ngày sau cùng, tức là trong phúc thiên đàng, mỗi người chúng ta cùng được đồng bàn với Chúa Giêsu trong bàn tiệc thánh thể. Đó là niềm hy vọng mà mỗi ngày trong đời sống chúng ta, đặc biệt là trong đời sống đức tin, chúng ta hy vọng cái điều căn bản và thấm thiết nhất ấy. Đó là điều thứ nhất mà trong chính tình yêu và Chúa Giêsu muốn thực hiện. Bữa tiệc ly hôm nay cũng là dấu chỉ của tình yêu, nhưng tình yêu ấy chính là tình yêu hy sinh. Đức Giêsu đã hy sinh chính bản thân của mình để rồi đền thay tội lỗi cho nhân loại. Và như vậy trong tính tình yêu hy sinh ấy, Chúa Giêsu muốn mời gọi con người hãy đi vào trong một cái nhiệm cục của ơn tha thứ mà chính Ngài tha thứ cho con người. Tha thứ ấy là gì? Không phải Thiên Chúa lãng quên đâu, nhưng là Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy được rằng khi bảo chúng ta đón nhận được ơn tha thứ ấy thì mình cũng thực hiện cái sự tha thứ này với anh chị em của mình. Dấu chỉ hy sinh của tình yêu ấy chính là sự đón nhận. Vâng, sự đón nhận chứ không phải sự chịu vậy. Đón nhận để rồi thấy được rằng cái tình yêu mà mình khơi lên trong lòng người khác, đó là tình yêu biến đổi. Đó là tình yêu mà mình đón nhận nó để rồi biến nó trở thành xứng đáng cho chính mình và cho người khác. Và trong tình yêu của sự đón nhận ấy, người ta sẽ thấy được rằng nó nhẹ nhàng và nó thanh thoát, và con người can đảm để bước đi trong đời sống của mình. Chuyện kể rằng một ngày kia có một nữ tu Đa Minh ở Đài Loan đi thăm viếng một cái làng dân tộc, thì thấy một em nhỏ vác trên vai mình, mang trên lưng mình một đứa em của cô bé ấy. Thì nữ tu ấy mới nói, em ơi, có phải là gánh nặng cho cuộc đời em không? Cô bé này hồn nhiên trả lời, đâu phải là gánh nặng,
nó là em của con chứ? Vâng, tình yêu hy sinh, tình yêu đón nhận, nó trở thành nhẹ nhàng để rồi có thể trước mắt những người khác chúng ta nhìn thấy nó như là một gánh nặng. Nhưng trong chính bản thân của mỗi người thì lại thấy được rằng ở đó là niềm vui, ở đó là ruột thịt, ở đó là tất cả những gì mà mình có thể làm cho nhau một cách tốt nhất để có thể cưu mang nhau trong cuộc đời. Đức Giê-xu cũng mang lấy gánh nặng ấy của trần gian, và chắc chắn Ngài cũng nhận ra một, Ngài cũng trong Ngài cũng là một sự nhẹ nhàng và cũng là một sự máu mủ mà chính Ngài đã dùng chính bản thân của mình để hy sinh, để ở lại với con người. Thứ ba, cái dấu chỉ của tình yêu ấy chính là sự phục vụ. Mà sự phục vụ Chúa Giê-xu nói trong tin mừng ngày hôm nay đó là sự phục vụ mới mẻ, chứ không phải là sự phục vụ cũ kỹ đâu. Mới mẻ ngày hôm nay nó sáng lên ở chỗ nào? Đó là Đức Giê-xu đã cúi xuống rồi rửa chân cho các môn đệ. Đức Giê-xu đã hầu bàn các môn đệ. Và chính Đức Giê-xu nói: Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là anh em là anh em của Thầy. Đó là một sự phục vụ mới mà Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ ngày hôm nay phục vụ lẫn nhau đi. Thì lúc ấy người ta sẽ sáng lên trong lòng mình những cái điều cần thiết, những cái sự gọi là ân cần, những cái sự gọi là nhẹ nhàng mà người ta có thể phục vụ lẫn cho nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hiến lễ ngày hôm nay là dấu chỉ của tình yêu, khi mà người ta thực hiện nó trong cuộc đời của mình một cách mới mẻ thì sẽ thấy một cách rõ ràng nhất. Đức Giê-xu ngày hôm nay không còn gọi là của một chiên dê theo hiến lễ ngày xưa nữa, nhưng chính là thân hình của một Đức Giê-xu Kitô, là một dấu chỉ của tình yêu thực sự, tình yêu mới, để rồi mời gọi mỗi người hãy năng đến với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể để nhận ra được rằng cuộc đời của mình cần thay đổi, cuộc đời của mình cần có những cái niềm hy vọng mà sống vào trong tính tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi con người hãy biết hy sinh nhiều cho nhau hơn trong cuộc sống này, để rồi bao lâu còn sự hy sinh thì bấy lâu người ta còn có thể đón nhận được nhau, bấy lâu người ta còn có thể tha thứ cho nhau, và bấy lâu người ta còn có thể vun vén và yêu nhau một cách chân thành nhất. Nhất là như Chúa Giê-xu ngày hôm nay yêu mà còn yêu đến cùng nữa. Và cũng khi mà người ta lấy được dấu chỉ của tình yêu ấy, thì sự phục vụ của con người dù là mảy may một sự nhỏ bé nào nhất thì nó cũng có trọn vẹn ở trong đấy một tình yêu. Và sự phục vụ ấy là sự phục vụ mà tất cả mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được một cách dễ rõ ràng nhất trong đời sống của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các cháu, thiếu nhi thân mến, ngày hôm nay hy lễ tiệc ly mà Chúa Giê-xu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, đó là Ngài muốn cho chúng ta nhận ra được dấu chỉ của tình yêu. Nhưng trong chính dấu chỉ của tình yêu ấy, chúng ta cũng phải thực hiện những cái điều đi theo những cái gương mà Chúa Giê-xu đã làm. Đó là hãy năng đến với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể để chúng ta được ở với Ngài, để rồi từ đó chúng ta biến đổi cuộc đời và thêm niềm hy vọng. Chúng ta cũng được mời gọi để hy sinh nhiều cho nhau trong lời ăn tiếng nói, trong cách sống, và chúng ta biết đón nhận nhau và yêu thương nhau một cách chân thành. Và chúng ta cũng biết cách phục vụ nhau trong mọi khoảnh khắc, trong mọi biến cố, trong mọi điều kiện mà có thể chúng ta phục vụ được nhau. Dù chỉ là một ly nước mà mang danh nghĩa của Thầy cũng là xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Huống hồ gì trong cuộc đời này chúng ta liên đới với nhau không chỉ là một ly nước đâu, mà là móng mủ, mà là xương thịt, mà là bao nhiêu cái điều khác mà mỗi ngày chúng ta mới cảm nhận được trong đời sống của mình. Xin Chúa hãy ở lại trong chúng con để rồi chúng con toát lên dấu chỉ của tình yêu ấy, như ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, đó là người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Amen.